Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại sâm rất là quý, đó là sâm béo đen, hay còn gọi là sâm ngọc bảo. Một số chỗ thì còn gọi là sâm đen. Này. Loại này thì có mùi rất là thơm các bác nhé. Nó sẽ như thế này các bác ạ. Mùi rất là thơm. Mùi ngâm lên rất là thơm. Loại này thì ngâm rượu hoặc các bác có thể là nấu nước uống đều được nhé. Mùi thì ngâm rượu uống đặc biệt rất là thơm ngon. Đây là gọi là sâm béo đen, hay còn gọi là sâm béo, hay một số nơi thì gọi là sâm ngọc bảo. Nói chung là rất nhiều cái tên gọi. Loại này thì có tác dụng rất là quý. Đấy. Thì em xin giới thiệu cái tác dụng của cái sâm béo đen hay còn gọi là sâm ngọc bảo này. Loại này thì có tác dụng tốt nhất đấy các bạn. Nó là cải thiện cái sinh lý của nam và nữ này, và trị chứng mẫn cảm tình dục đấy. Và tốt cho sinh lý các bác nhé, bổ thận tráng dương, kéo dài thời gian. Loại này thì ngâm thì mình cứ thế là mình rửa sạch đi rồi cho mình ngâm thôi. 1 kg này mình ngâm khoảng 4 lít rượu các bác nhé. Các bác có thể là chặt ra gọn mình để là mình ngâm, mùi vị nó rất là thơm. Mà nếu các bác chặt ra thì nó cũng nhanh ra chất hơn. Hoặc nếu các bác cũng có thể là ngâm cả củ như này. Nhưng mà ngâm cả củ này thì nó rất là cồng kềnh các bạn. Nó mọc, nó củ khoằm lắm, chứ nó không thẳng. Bên em thì chuyên ba kích sâm cau ngọc cẩu, dâm dương hoắc, nhục thung dung, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa. Đấy. Sâm cau đỏ, sâm tiên mao, rồi táo mèo, trôi hột rừng, na hán. Rồi sâm đương quy, ba kích khô, ba kích tươi. Đấy, đủ các loại nhé. Các bác cần các loại nào thì có thể là liên hệ hoặc là nhắn tin cho em. Cái loại này thì ngoài ra nó còn có các tác dụng là kích thích tiêu hóa này, tăng cường hấp thu này, bồi bổ, tăng cân này, tạo cơ bắp này, điều trị chứng suy nhược cơ thể này, gầy yếu này, suy dinh dưỡng này, hỗ trợ điều trị ung thư này, trị đau nhức xương khớp này, cải thiện chức năng sinh lý cả nam và nữ giới này, trị chứng mẫn cảm tình dục này, bổ thận trắng dương, tốt cho những người yếu các bác nhé. Loại này thì các bác có thể ngâm rượu 1 kg, mình ngâm khoảng khoảng 3-4 lít này, và sau khoảng 2 tháng là sử dụng được. Còn nếu mà lâu nước thì các bác có thể là sử dụng hàng khô cũng được nhé. Hàng khô khoảng 350 g, rồi nấu 1,5 lít nước, đun sôi nhỏ lửa 3-40 phút và lấy cái nước ấy dùng trong ngày. Bên em thì có cung cấp cả hàng khô và hàng tươi, các bác cần loại nào thì có thể liên hệ cho em. Đây là thu hoạch ở rừng các bác nhé, củ to củ bé, nó có củ to củ bé các bác nhé, lẫn lộn như này. Đây, củ này rất là to này, củ này rất là to. Đặc biệt cái loại sâm thì nó rất là thơm các bạn. Đây, củ này rất là to này. Các bác cần thì liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.